mỗi một lần gặp nhau đi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng. Nếu ngươi không có năng lực hỗ trợ ta thì ít nhất cũng đừng ngán đường ta. Ngươi không có năng lực hỗ trợ ta thì ít nhất cũng đừng ngán đường ta. Lương thiện đôi khi cũng chỉ là một danh từ mềm yếu. Dũng sĩ cần một bộ giáp xứng đáng với bản thân. Cái ác sẽ phải được ngăn chặn bằng bất cứ giá nào. Cẩn thận răng nhọn móng sắt của ác ma. Chúc người may mắn. Nếu như người có đủ dũng khí, hãy đi chiến đấu cùng ác ma đi. Ta là sứ giả của thần, rất vinh hạnh được gặp ngươi. Chỉ khi có được sức mạnh vô địch mới có thể bảo vệ được nhiều người. Người khiêu chiến, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
cái ác sẽ phải được ngăn chặn bằng bất cứ. Xứng đáng với bản thân. Cái ác sẽ phải được ngăn chặn bằng bất cứ giá nào.